醒来的是时候，都说我是大美妞，你要好好的珍惜哦。心情好是真温柔，谁都没有你 beautiful。 Oh baby， 心情不好是拖一扭，一点面子都不给留。Tập 18. Còn bên này nữa. Phải rồi. Anh muốn hỏi chừng nào chúng ta sinh con? Hôm nay anh sao vậy? Không có gì, chỉ hỏi đại thôi. Chắc có chuyện gì kích động anh rồi. Thật ra chuyện này anh nhìn lâu lắm rồi. Vậy sao tự nhiên anh lại nói ra? Không có gì. Thật ra hôm nay Xuân Hiểu tới nhà tìm em, nhìn dáng vẻ cô ấy có thai, chợt nhớ tới em. Em biết không, đứa bé đó còn cử động, anh đụng vào nó, nó đá anh hai cái đó, chơi vui lắm. Nếu em nói em mãi mãi không thể sinh con, anh sẽ thế nào? Không phải chứ, ý em là sao? Có phải em, mà kệ nguyên nhân gì, cũng phải có nguyên nhân chứ. Em chỉ giả thiết thôi. Làm anh hết hồn. Anh nói em biết, anh cả ba đời đều độc đinh, giờ anh cũng là con một. Bất hiếu hữu tam, không có con là tội lớn nhất đúng không? Anh có thể đổi cách suy nghĩ khác không? Đổi cái gì? Vợ mình đó. Sao em lại cứ nói vậy với anh? Tha lỗi cho em, là tại em quá nhạy cảm. Bà xã, không phải anh nói em đâu, nhưng anh thấy cứ nói tới vấn đề này em luôn chống đối anh. Em từng nói em muốn làm gì trước khi sinh con hả? Anh biết, không phải mở triển lãm sao? Chừng nào? Em làm nhanh lên, đâu đơn giản vậy. Còn phải gom được một số lượng tranh nhất định. Gì chứ? Vậy em vẽ được bao nhiêu? Còn lại bao nhiêu? Đây là lần đầu tiên anh hỏi em vấn đề liên quan tới sáng tác, nhưng lại bắt nguồn từ đứa bé mà ra. Vậy anh không hỏi nữa. Giờ em chỉ mới hài lòng 12 bức, còn lâu mới mở triển lãm được. Vậy còn bao nhiêu nữa? Chừng nào mới vẽ đủ hả? Phải xem trạng thái, tâm trạng, với điều kiện nữa. Điều kiện? Điều kiện gì? Điều kiện vẽ tranh đó. Điều kiện vẽ tranh. Vẽ. Em không sao. Anh về nhà nghỉ ngơi đi. Anh không sao. Nói em biết, anh đặt phòng khách sạn rồi, ngày nào cũng ở bên em, em gọi là có mặt. Vậy một ngày tốn bao nhiêu? Có nhiêu đâu, 500 đồng thôi. Còn 12 ngày nữa em tới ngày dự sinh. Hay vậy đi, chúng ta về nhà trước. Em nói gì vậy? Nhà mình có tiền mà. Hơn nữa, không phải em sắp sinh rồi sao? Bà xã, em xem, tuy dáng của anh không được cao lắm, đúng không? Ngoại hình cũng không được đẹp trai, đúng không? Anh cũng không giàu có, nhưng ở trong mắt em thì chắc cũng là nhà giàu đẹp trai. Anh nói em biết, anh tốt với vợ mình như vậy, ngày nào cũng gọi là nữ hoàng bệ hạ.
Anh ngưỡng mộ em chết đi được. Em biết không, sau này chúng ta cùng hướng tới sự quy hoàng, đó chính là sự hài hòa của vợ chồng. Được rồi, dừng lại đi. Hay anh về nhà đi. Không, để anh ở lại với em chút đi. Chứ bình thường anh không có thời gian bên cạnh em. Ở cạnh làm gì? Hay vậy đi, anh ra ngoài mua chút đồ ăn cho em đi. Vậy em muốn ăn gì? Sô-cô-la. Đợi chút, sô-cô-la. Còn gì nữa? Pizza. Còn gì nữa? Bếp đinh xoài. Gà hầm. Còn gì nữa? Chuối. Còn gì nữa? Khoai tây chiên hôm nay. Bà xã, giờ em ăn đủ thứ hết. Được được, em yên tâm. Anh sẽ hốt hết siêu thị về cho em. Anh đi đây. Bye bye. Chút nữa cầm. Đến nè. Xem anh mua cái gì nè. Nhãn đó. Anh đừng tìm. Hey. Bà xã, chuyện này là sao? Không phải nói đừng tới tìm em à? Không cho anh tới thì anh không được tới à? Em muốn rời khỏi anh một thời gian. Ngay cả cái này anh cũng không hiểu. Cái này đẹp quá. Em làm gì vậy? Đừng đụng vào. Em không muốn nói với anh về vấn đề này nữa. Em sao vậy Nana? Có tâm sự gì nói với anh đi. Anh chia sẻ với em. Còn không phải tại anh sao? Anh có vấn đề gì với anh em cứ nói. Đừng dùng nén trong lòng, khó chịu lắm. Anh đã tới đây rồi, có gì em cứ nói. Đây là vấn đề của em. Người nói nghệ thuật gia nhân cách phân liền. Anh thấy có vẻ giống lắm. Em rất bình thường. Chẳng qua muốn ở một mình một thời gian. Sáng tác cần có một không gian riêng. Anh mau đi đi. Mau đi. Em sao vậy? Nếu anh ở đây em không dễ được. Đi đi. Đợi đã. Gì vậy? Anh làm gì vậy? Gì vậy? Mấy ngày nay em không tắm hả? Nhìn tóc bớt chưa kìa. Sắp có rận luôn. Có sao? Hình như từ lúc tới đây tới giờ chưa tắm. Hả? Vậy chắc em quên anh luôn rồi. Quá đáng thiệt. Trời ơi, đây gọi là quay về với thiên nhiên. Anh hiểu cái gì? Bỏ đi. Anh cho em thứ này hay lắm. Nhìn đi, thấy chưa? Nước, bàn chải, kem đánh răng, chỉ nha, dầu gội, sữa rửa mặt. Cái gì cũng có. Còn có mấy ông với sữa chua. Còn mấy cái này nữa. Còn cái này. Phải rồi. Bánh em thích ăn nhất. Lúc đi cũng không thèm nói một tiếng. Nếu anh không đi tìm em, có phải em tính không ra ngoài luôn? Anh không đến, em cũng không cảm thấy mình có gì không ổn. Mau lau người, rồi thay đồ. Anh sẽ mang đồ dơ của em về giặt, rồi mang lại đây. Nana, anh có chuyện muốn nói. Đừng nói chuyện được không? Không được. Em đợi anh nói xong đã. Sao này em không được không từ mà biệt.
Yên tâm, sau này anh sẽ không bắt em làm những gì em không muốn. Anh không thể không có em. Em làm gì vậy? Em đừng khóc mà. Được rồi. Sói đến rồi. Sói đến rồi. Đừng khóc nữa. Khóc xong chưa hả? Khóc nữa là anh đi đó. Mọi người điều chỉnh hơi thở theo tiết tấu của mình đi. Tốt, lần cuối cùng. Cố lên. Tốt. Nào, động tác tiếp theo. Tốt, từ từ. Cố lên. Điều chỉnh lực cản. Chúng ta phải tăng tốc. Nhanh. Đạp nhanh lên. Tốt. Cố lên. Cố lên. Thả lỏng động tác. Từ từ. Từ từ. Ok. Xoay bãi chai. Hôm nay mọi người tập tới đây thôi. Nhớ lần sau tới đúng giờ. Giải tán. Được, tạm biệt. Được, tạm biệt. Đây, uống nước. Cảm ơn. Chút nữa chúng ta đi ăn cơm. Dù sao anh về nhà cũng một mình. Tôi về nhà sớm đã điện thoại. Ở đâu đợi mà không được. Sao cứ phải về nhà? Đi thôi. Tôi... Đi thôi. Đi. Alo Nana, chừng nào cô mới về? Nếu không về sẽ không gặp được con trai sắp ra đời đâu. Được rồi, đó là chuyện của ba mẹ trù. Tôi đi làm cái gì? Cô tới tôi mới có thêm sức lực. Được rồi, tính thời gian thì chắc không kịp đâu. Phải rồi, chiều mai tôi nhờ đồng nghiệp đưa ít đồ tới cho cô. Không cần đâu. Cô có liên lạc với Lưu Đống không? Chuyện của hai chúng tôi cô lo lắng làm gì? Vậy được rồi. Cô nhớ mau trở về đó. Tôi cúp máy đây. Cô uống nước đi. Tới rồi hả? Tìm tôi gấp vậy có chuyện gì? Giờ có hơn 30 khách hàng đặt cọc rồi. Nhưng có khách hàng phản ứng với chị, ba chứng chỉ lại thiếu mất một cái. Anh xem, khác hẳn với sự nhất trí trong hợp đồng. Hồi nãy cục quy hoạch gọi điện đến, nói giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chúng ta thiếu một con dấu và chiếm dụng không gian. Nếu không mau chóng bổ sung, coi như chúng ta xây dựng trái phép. Không phải lão Dương đồng ý rồi sao? Sao lại không đóng dấu? Ông ấy nói phí đền bù mỗi mét vuông sẽ tăng thêm 1.000 đồng. Cái gì? Nhanh lên. Nếu không giải quyết vấn đề này, tôi là bất động sản dự tính bán trước sẽ xảy ra vấn đề. Bệnh viện Hải quân Bắc Kinh. Hello. Coi như tìm được cô rồi. Lần đầu tiên tôi tới chỗ này, khó tìm thiệt đó. Anh là... Không phải chứ. Tuy có hơi lâu, nhưng không tới nỗi cô không nhận ra. Uống công tôi tất cả đêm với cô. Anh là... Khu... Hoa. Đúng rồi, Khu Hoa. Hoa của Tài Hoa. Được rồi, tha cho cô. Người ta nói người mang thai trí nhớ thường kém. Anh tới đây làm gì? Tôi là chân chạy giặc của sếp. Cái này của cô đó. Đây là chị Na tự mình thiết kế để làm quà gặp mặt cho con trai nuôi. Đến nha. Phải rồi, tôi quên nói với cô. Bắt đầu từ tháng trước, tôi đã chính thức làm ở thời trang Nam. Sau này tôi sẽ là biên tập viên nghệ thuật.
Vậy sau này chúng ta là đồng nghiệp. Cảm ơn anh đã mang quà tới cho tôi. Sao hả? Sao thiết kế gì mà quê mùa quá vậy? Đúng vậy. Nhưng chị Na nói rồi, đây gọi là truyền thống. Mượn ý nghĩa này để chúc cho con mình luôn luôn khỏe mạnh. Cô sao vậy? Không có gì, tự nhiên thấy nhớ đến Na thôi. Anh ăn không? Đừng khách sáo. Tôi không ăn. Đừng để hắn chạy mất. Không trả tiền thì đừng hòng làm nữa. Có chuyện gì? Lão Dương, chúng ta nói rồi, sao ông lại nuốt lời? Lúc đó đường chưa sửa xong. Bành tổng, anh là người làm ăn lớn thì anh phải rõ hơn chúng tôi. Giờ mảnh đất này đáng bao tiền chứ? Tôi chỉ nghĩ cho lợi ích toàn thôn thôi. Đúng. Vậy được, nếu không phải lúc đầu chúng tôi thu mua khai cả mảnh đất này rồi bỏ công bỏ tiền thì giờ con đường này được sửa xong chắc. Giờ mấy người làm vậy là dông ơn phụ nghĩa. Cô là ai? Cô còn biết nói lý lẽ? Lão Dương, có gì nói với tôi, đừng làm như vậy với phụ nữ, biết chưa? Tôi nói anh biết. Anh đừng nói những chuyện khác. Giờ chỉ nói hành vi của anh thôi. Tôi hoàn toàn có thể kiện anh ra tòa rồi. Anh đang phạm pháp đó biết chưa? Tôi biết mấy người cũng không dễ dàng gì. Các người nghe tôi nói vài câu được không? Vậy đi. Bây giờ tôi đưa ra một quyết định. Từ giờ trở đi, mỗi một mét vuông tôi bù cho các người 100 đồng. Được chưa? 100 đồng. Anh tưởng cho ăn mày hả? Đừng nóng, đừng nóng. Vậy đi. Nếu lấy thì các người cứ lấy, còn không muốn thì ra tòa. Vậy đi. Mấy người làm gì vậy? Anh tưởng anh hù chúng tôi sợ hả? Nói anh biết, hôm nay chúng tôi ở đây, anh đừng hòng xây công trình. Đúng, không cho xây. Tôi nói anh biết, tôi không hù đâu. Anh không cần mặt mũi đúng không? Làm gì vậy? Mấy người làm gì vậy? Đánh. Đánh. Phòng phẫu thuật. Y tá, cho hỏi Du Xuân Hiểu đã sinh rồi đúng không? Chúc mừng anh, cô ấy sinh được một bé trai. Thật sao? Cảm ơn cô. Một bé trai. Khải Quang, anh cố gắng lên. Sắp tới bệnh viện rồi. Cô đừng lo, tôi không sao. Vết thương nhỏ thôi. Đều tại tôi hết. Được rồi, đừng tự trách mình. Không liên quan tới cô. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cô tỉnh rồi. Là con trai đó. Cô xem. Giống cô. Đẹp trai. Tôi đã gọi điện cho ba đứa bé, nhưng không gọi được. Cô yên tâm, tôi vẫn đang gọi. Nhưng bác sĩ kêu cô nghỉ ngơi nhiều vào. Cô ngủ thêm chút đi. Để tôi rót cho cô miếng nước.
Vết thương không sâu, tim mổ uống dán là được. Giờ anh có tê đi. Cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ. Phải rồi, bác sĩ, vết thương này có để lại sẹo không? Có thể sẽ có, nhưng đàn ông thì sợ cái gì? Không sao, cô ấy lo quá thôi. Lo lắng thì tốt. Về nhà nhớ chăm sóc chồng cô, đừng để vết thương đụng nước. Không không, bác sĩ, đừng đùa mà, cô ấy không phải vợ tôi. Tại thấy giống quá, giống quá, còn kém xa. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Được, tạm biệt. Cảm ơn bác sĩ. Hôm nay cảm ơn anh nhiều. Đâu phải người ngoài. Cũng may miếng gạch đó đập trúng đầu tôi. Nếu để mặt cô bị sẹo, tôi làm sao ăn nói với chồng tương lai của cô đây? Giờ tôi không biết làm sao ăn nói với Xuân Hiểu thì có. Không sao, cô ấy không để tâm đâu. Anh Bành đúng không? Bành Khải Quang. Bành Khải Hoàng đúng không? Chồng của Du Xuân Hiểu. Anh xem trí nhớ của tôi kìa, mới gặp một lần đã nhớ. Cậu là, tôi là đồng nghiệp của Du Xuân Hiểu. Cuối cùng tìm được anh rồi. Anh biết không, Xuân Hiểu sinh rồi. Sinh rồi, là bé trai mập mạp. Cậu nói cái gì? Tôi nói giờ anh sinh cho anh một đứa con trai. Cảm ơn, khoa sản. Từ từ thôi. Bà xã, sinh rồi hả? Em sao rồi? Anh làm gì vậy? Ai là vợ anh? Con trai. Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Con trai. Con trai. Mẹ ba xem, con chim nhỏ của con nào. Con trai, mẹ tôi nói uống canh gà là tốt nhất cho thai phụ. Cô lấy thịt ra ăn đi. Nghĩa là sao? Cậu là ân nhân cứu mạng vợ anh với con trai anh. Không phải chứ, gì mà ân nhân? Có phải chuyện lớn đâu. Chẳng phải con trai anh ra đời rồi sao? Anh biết cái gì? Kết thúc thì lớn chuyện rồi. Em, hai người nói chuyện đi. Tôi còn có việc ở nhà xuất bản, tôi đi trước. Vậy cảm ơn cậu. Cảm ơn, có gì gọi điện cho tôi. Cảm ơn, tôi biết rồi. Không có gì, có tôi ở đây rồi. Tôi là chồng cô ấy, uống canh gà cho nóng. Được, hai chúng tôi sẽ cùng uống. Đi cẩn thận, đóng cửa lại giùm tôi. Lúc vợ con anh cần nhất thì bóng dáng của chồng đi đâu mất dạng. Bà xã, anh nói em nghe, thật sự anh có chuyện. Mới nay anh ở công trường, điện thoại của anh thì hết pin. Em không muốn nghe. Con trai. Con trai. Con trai, con trai. Bà nói con nghe, con thật xinh đẹp. Con trai, con giống bà quá đi. Để ba xem thử. Cái này thì giống mẹ. Con trai, sao mà con đẹp trai quá vậy? Con trai, sau này con lớn lên sẽ là minh tinh. Để ba đặt cho con cái tên nghe thật hay. Em đã nghĩ xong cái tên rồi. Em cảm thấy gọi là Bành Bào Bào đi. Gì? Bà xã, tiêu rồi. Tôi xin lỗi con trai. Hồi nãy anh ở công trường, tay bẩn lắm. Vậy mà, anh sợ vào con. Có khi nào bị vi khuẩn truyền nhiễm gì không? Tính sao đây? Con trai em giống em. Nó rất khỏe mạnh, không yếu ớt đâu. Anh bị thương hả? Bà xã, anh nói em biết. Hôm nay suýt chút thì anh không thể về được rồi. Anh tưởng gì vậy mà em không giận hả? Không phải. Bà xã, ngàn sai vạn sai đều là anh sai được chứ? Anh tội lớn tày trời. Anh không nên, không nên để em lại một mình. Nhưng em phải biết là anh phải lo cho xong hạng mục. Không có tiền thì tính sao? Lấy gì nuôi em, lấy gì nuôi con trai? Em không có xin anh nuôi hai mẹ con em. Anh đó, đi nuôi người đẹp của anh đi. Bà xã, chúng ta có thể gác mọi chuyện cũ sang bên không? Tương lai chúng ta còn rất dài, những ngày tháng tươi đẹp còn đang chờ đón chúng ta. Những ngày tháng cãi nhau hả? Bà xã, tránh xa em đi. Có sao không? Bà xã, ghét quá.
Bà xã, tránh sang một bên. Anh cần mẹ mà. Bà xã, bà xã. Bà xã. Bà xã đừng giận nữa mà. Cũng được đó, không có thành ổ chó. Không tệ đâu, cậu phải nói. Ai là để ấn tượng đầu tiên của con trai không ra gì được. Lúc sinh nó, điểm ấn tượng của anh mất hết rồi. Phải rồi, hôm đó ở bệnh viện, người phụ nữ đi cùng anh là ai vậy? Hôm nào? Thì cái hôm em sinh con đó. Thì còn ai nữa? Chu Di Di. Cô ấy lái xe đưa anh tới bệnh viện. Anh nói anh bị thương ở công trường. Cũng là ở cùng cô ấy hả? Anh bị thương vì cô ấy hả? Không phải. Anh nói em biết. Anh nói em biết Chu Xuân Hiểu. Em nhất định phải tin anh. Anh không thể vào phòng sinh với em là vì lỗi của anh. Nhưng hôm đó anh bị thương, không liên quan gì tới Trương Di Di hết. Em đừng có tùy tiện liên tưởng như vậy. Bành Khải Quang, anh nói anh muốn có con trai thì em đã sinh con trai cho anh. Vì công ty em cũng từ bỏ. Những gì anh nói anh không tính hả? Anh nói gì? Đúng 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 đúng. Hôm đó anh thề với trời, anh từng nói cả đời anh chỉ yêu một mình em. Không không, ngoan ngoan ngoan. Sau này hai cha con mình phải nghe lời mẹ biết chưa? Con trai ơi, ngủ ngoan đi. Chị Xuân Hiểu. Chị Xuân Hiểu. Xuân Hiểu, cô đi làm hả? Xuân Hiểu à, cô qua đây đi. Nào nào nào, ngồi đi ngồi đi. Xuân Hiểu à, hồi phục nhanh thì. Cũng tạm mà. Cảm ơn chủ biên Tô quan tâm. Đứa bé sao rồi, khỏe chứ? Nó tên gì? Tên Bành Chuẩn, là bà nó đặt. Tên ở nhà Cường Cường, là tôi đặt. Hay, vừa nghe biết tên người giống tướng quân rồi. Cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Sao mới tròn tháng đã đi làm rồi? Đừng nôn nóng quá. Không sao, tôi sắp xếp rồi. Tôi đã tìm bảo mẫu chăm em bé. Chủ biên có yên tâm. Tôi đã sắp xếp đâu ra đó, có thể tiếp tục làm gì. Cho nên tôi muốn hỏi chuyên mục tôi từng phụ trách. Tôi nói cô biết, phụ nữ mới sinh em bé phải nghỉ ngơi cho nhiều vào, nếu không sẽ già nhanh lắm. Nhớ lúc tôi sinh em bé xong, nghỉ ngơi cũng hơn nửa năm trời. Hơn nữa, giờ Tiểu Tiểu đã tiếp quản công việc của cô rồi. Nó làm rất tốt, cũng có thành tích nữa. Cô không cần lo phần công việc của mình đâu. Tôi biết Tiểu Tiểu làm rất tốt, nhưng lúc đó tôi cũng đã phải trải qua sự cạnh tranh mới được làm. Dĩ nhiên tôi biết năng lực của cô. Cô sẽ không có việc làm hả? Chạy đi, cô đó, làm trợ lý cho tôi trước đi. Đợi sau này con cô lớn một chút, rồi cứng cáp hơn, tới lúc đó nhà xuất bản cũng có chuyên đề mới, thì tôi tranh giành giùm cô. Xuân Hiểu à, những ngày tháng cô không có ở đây, tôi bận chết đi được. Mọi thứ loạn lên mà không có người chọn dẹp. Cô đi làm lại thì tốt quá. Vậy tôi yên tâm rồi. Cô đừng xem thường công việc trợ lý nha. Quan trọng, quan trọng lắm. Tôi hiểu rồi, chủ biên Tô. Bỏ đi, y như dự đoán. Chẳng phải lúc đó cô chuẩn bị tâm lý rồi sao? Đúng là có chuẩn bị, nhưng việc rơi xuống đầu thì thấy tức giận. Sao mà số tôi xui vậy? Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là từ đầu bà già đó chỉ muốn cô làm trợ lý cho bà ta. Số tôi đúng khổ mà. Thôi được rồi, có con trai lớn nuôi mà, khổ cái gì? Để người ta sống với. Ê, sao hồi nãy cô trừng tôi hả?
Nghe nói người đầu tiên con trai nuôi của tôi gặp là cậu. Đúng vậy, chính là Tại Hà. Sao hả? Cũng được, lớn lên được như cậu thì cũng không mất mặt lắm. Nếu không mất mặt thì hai người cho tôi bao lì xì đi. Anh ấy cho cô mời về hả? Sao không biết lớn nhỏ gì hết? Chị Na thích tôi như vậy, một linh hồn tự do. Cậu đừng được đằng chân lớn đằng đầu nha. Thằng nhóc này được lắm, có cậu ấy tôi có thời gian làm việc của mình. Có sếp nào giống như cô đâu. Không sao, con người tôi xưa nay luôn được sếp khen, nhưng không có kiêu ngạo. Sếp à, nào, chị ăn miếng cá đi. Tôi không ăn cái này, tôi giảm cân. Vậy tôi cũng giảm cân, uống cà phê thôi. Thông Thông, chút nữa con theo chú đi thay đồ được không? Không đâu, con đi với mẹ. Không được, con lớn rồi. Đi thay đồ với chú đi. Không sao đâu, quan. Thành thật xin lỗi, thằng bé này từ nhỏ không có ba nên sợ người lạ. Thông Thông, con biết không, con đã nam tử hán, không thể ý lại chồng mẹ nữa biết không? Đi với chú. Chú hứa với con, nhất định sẽ dạy con bơi ếch, chắc chắn sẽ còn siêu hơn con hiện giờ. Nào, đi với chú đi. Đi. Không ngờ anh cũng biết chỗ nó. Ngoan, Thông Thông ngoan. Đi thôi. Triển lãm tranh sơn dầu của Đới Na. Bàn ký tên. Cô Đới Na, trong giới gọi cô là quả sĩ xinh đẹp. Càng đáng quý hơn là nhân tài hiếm có. Tác phẩm của cô ấy mang tính chất khám phá những khái niệm mới về tranh sơn dầu, nhất định sẽ có tác dụng thúc đẩy. Tranh của cô ấy biểu hiện về mặt kết cấu và sức giãn của thành thị, đồng thời mang nét lý giải và biểu đạt độc đáo, khiến người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác. Tôi thay mặt các họa sĩ bày tỏ sự chúc mừng nhiệt liệt, đồng thời cũng chúc mừng triển lãm của chúng ta thành công viên mãn. Hay lắm, hay lắm. Cảm ơn các chị. Xin Ngụy lão dừng bước. Và xin mời Ngụy lão với nhân vật chính hôm nay lên các băng thánh thành. Xin mời cô Đới Na. Tiếp theo, chúng ta hoan nghênh hai chị các văn khánh thành cho triển lãm lần này. Hay lắm. Chúc mừng, chúc mừng. Hay. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn Ngụy lão, được khách sáo. Xin chào, xin hỏi cô một vấn đề riêng tư. Cô kết hôn rồi đúng không? Đúng vậy. Xin hỏi chồng cô đang làm công việc gì? Đúng đó, xin hỏi chồng cô làm việc gì? Tôi có thể không trả lời vấn đề này không? Lưu Đống. Lưu Đống, chúc mừng. Có gì đáng chúc mừng, cũng đâu phải tiệc mừng con đầy tháng. Thành thật xin lỗi, bạn tôi tới rồi. Hai người tới trễ vậy. Chúc mừng cô. Cô nói có gì của mình, chính là mở triển lãm hả? Triển lãm này chính là con trai của tôi đó. Tuyệt quá. Nhưng có lẽ tâm trạng của tổng biên không vui. Đi, tôi dẫn cô vào trong. Đi thôi. Được, Lưu Đống, đi cùng đi. Anh ấy không cần đi, anh ấy xem rồi. Đợi ở đây đi. Đi. Sao hả, cũng được đúng không? Sao anh ở đây mà lại không bật đèn xem tivi hả? Tính dọa ai vậy? Anh đâu có tính hù em. Em cũng đoán ra được, vừa bước vào cửa sẽ nhìn thấy bức tranh này. Anh làm gì em cũng biết rõ, thì có gì mà em không thao túng được? Anh là gì của em đâu, chỉ là phụ kiện. Gọi là phải tới, đuổi thì phải đi. Người ta hỏi chồng em là ai, em xin lỗi không muốn trả lời. Người ta hỏi chồng em ở đâu,
thì kêu phát tờ rơi đi. Mấy phóng viên đó thích hỏi này hỏi nọ, anh có trả lời thì họ cũng sẽ hỏi tiếp thôi. Vậy em cứ nói cho họ biết đi. Có gì không thể nói? Đâu phải anh làm chuyện phạm pháp. Không phải em sợ anh không quen sao? Tới lúc đó họ bắt anh nói vài câu thì tính sao? Em chỉ sợ anh nói mấy câu khách sáo anh cũng không nói nổi. Được rồi, anh nói thật, anh không muốn tham gia triển lãm của em. Nhưng anh không đi, em sẽ nói anh không nể mặt em. Anh mà đi thì em không cho anh thể diện. Anh thích lộ diện trước truyền thông lắm mà. Không phải thích lộ diện. Các anh nói là vấn đề vị trí. Có cuộc anh có vị trí gì trong lòng em hả?